Đây là tiếng nói Lách Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 59 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn độc của Lach Thì tập này được mang tên là Tây Hoàng Di Khắc Lach xin nói sơ qua nội dung tập trước Ở tập trước thì Diệp Hàm um, gặp mặt con chó Hát Hoàng Thì um, hai người này, con chó một người một chó này Hai đứa cứ so kè chỉ lộn rồi cắn lộn với nhau Um, thì Diệp Phàm thì uh, cố ý có ý đồ muốn môi từ cái tên Hắc Hoàng này cái bộ cổ kinh những cổ kinh mà con Hắc Hoàng hiểu biết đó thì con Hắc Hoàng này cũng muốn môi cái những cái thần nguyên rồi bộ cổ kinh uh, của yêu đế bên phía của Diệp Phàm thì hai người mới thỏa hiệp xong thì lúc này Diệp Phàm theo Hắc Hoàng tiến đến cái giao trì cổ địa cũ của uh, giao trì thì đến đây uh, thì um, Nghe đâu là hát hoàng nói ở đây có cái cổ kinh Tây Hoàng Kinh của Tây Hoàng Mẫu trước đây đã để lại Thì sau khi tới đây thì gặp một cái hồ nước thì hát hoàng nhảy ầm xuống mà tắm Sau khi tắm thì tự nhiên nó rú lên rồi nó ngồi lên mặt nước rồi nó mới dụ dịp hàm xuống tắm Thì một lát sau thì mới phát hiện ra ở dưới có những cái bóng người giống như mấy cái xác đang trôi lơ lửng vậy đó Diệp hàm sợ quá bỏ chạy, hát hoàng lúc này cũng biết không ổn cũng bỏ chạy theo Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người xem truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người Các Hoàng vội vàng thoát ra khỏi hồ nước, làm cho nước trong hồ dậy sóng, tạo thành những làn sương mù mông lung. Còn chó mực này như hóa thành một cái thi chớp màu đen, nhanh chóng lên bờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao các nàng lại chuyển động được? Bộ dạng của nó rất chật vật, còn quay đầu lại nhìn quanh. Con chó chết này rất đáng ăn đòn mà, thiếu chút nữa là Diệp Hàm đã đánh nó xuống hồ lại rồi. Hắn liếc xéo nó một cái. Đẻo tử ngươi thật không biết nói đạo lý mà, khi nãy còn đứng yên ở đó xem chuyện vui, không giúp ta cái gì cả, hát hoàng lại nhe răng ra ta rất muốn ra tay nhưng mà là muốn đánh người một trận kìa Dì phàm đứng ở trên bờ nhìn nó mấy lần rồi lại nhìn cái bóng ảnh ở dưới nước nói rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy cái gì vậy hát hoàng biết mình đã đuối lý nên không dám nói nhiều nó đi chung quanh hồ một vòng miệng lầm bầm cái gì đó ngươi lầm bầm cái gì vậy ta thấy tiên nữ thân thể băng cơ ngọc cốt dung nhan nghiêng nước nghiêng thành ta còn thấy tiếc núi đây nè hay là người xuống dưới thăm dò với ta nha chó mực mở miệng nói <laughs> nếu như người yêu tiếc như vậy vậy chắc chắn đó không phải là tiên nữ rồi rất có thể chính là một con chó cái lớn đó ngâu ngâu tiểu tử người chán sống rồi hả cái đuôi cục của con chó này lại dựng đứng lên thăm dọa được rồi được rồi đừng cố cắn nữa đuôi của ta toàn là dấu răng của ngươi rồi nè Diệp Phạm vội vàng trấn an, hắn còn muốn nhờ nó để tìm tay Hoàng Kinh nên không thể trêu chọc nó quá được. Linh khí chung quanh hồ nước rất là dày đặc, đến mức gần như có thể tụ thành chất lỏng. Đúng là một cái vùng đất thánh các tu sĩ luôn thiết tha mơ ước. Mặt hồ có những điểm sáng lấp lánh, sương mù phiêu động ở bên trên làm cho cảnh vật ở dưới rất mơ hồ. Mấy bóng người từ từ biến mất dưới đáy hồ. Dáng người các nàng cứng ngắt, mặc một bộ y phục màu trắng rồi xóa tóc đen ra, bơi qua bơi lại ở dưới nước. Cảnh tượng này rất đáng sợ Giống y như là mấy con quỷ nước vậy Là tử thi hả? Di Phạm cẩn thận hỏi Khuôn mặt của Hắc Hoàng đen xì lại rồi nói Thật là xui xẻo Rõ ràng một tiên hồ mà Chính là nơi các tiên tử tuyệt sắc tắm đó Ta còn đang hưng phấn suốt đó tìm thánh vật Kết quả thật xui xẻo mà <laughs> Có thứ tốt thì ngươi muốn dành một mình Mà khi thấy tai họa thì lại gọi ta xuống hả? Diệp phàm trừng mắt nhìn nó chúng ta cùng đi xuống đi nó không chừng còn có bảo bối dưới đó đó thác hoàng khuyến khích không đi ta không có hứng thú với thi thể đâu di phạm cự tuyệt tiểu tử người đừng có hối hận đó đây chính là nơi quan trọng nhất của giao trị thánh địa nếu như không phải trong hồ nước này có thi thể ta đã muốn lấy đi hết rồi năm xưa đây là hồ nước nổi tiếng khắp thiên hạ cũng là tiên hồ nổi danh nhất bắc vực linh khí ở đây rất dày đặc thậm chí còn kết xuất ra nguyên ngay trong hồ nếu như có thể uống nước tiên hồ này tuổi thọ của người phàm sẽ được kéo dài hiệu quả với tu sĩ càng đáng ngạc nhiên hơn các nữ tử giao trì thánh địa có phong thái thánh khiết suốt trần cũng là nhờ cái tiên hồ này lâu ngày dùng nước ở đây tiên hồ sẽ chậm rãi cải thiện thể chất của các nàng sau mấy chục năm cơ thể của các nàng sẽ trở nên hoàn mỹ không có tỳ vết nước của tiên hồ này cũng chính là nguồn nước dùng để chế thuốc tốt nhất thậm chí đôi lúc các đại thánh địa còn đến đây xin nước khi muốn khai lò luyện thần đăng trân quý nữa tài liệu mà tây hoàng mẫu dùng để tế luyện vũ khí cực đạo chính đạo từ trong tiên hồ này ra đó chúng ta xuống dưới đó tìm kiếm không chừng có thu hoạch đó hát hoàng vũ dỗ đừng có nằm mơ nếu có thì bây giờ còn ở dưới được sao diệp hàm trêu chọc vũ khí cực đạo có yêu cầu rất cao với các tài liệu dùng để luyện chế một vị đại đế sống lâu hơn các tu sĩ bình thường rất nhiều nhưng mà đại đế dùng cả đời tìm kiếm cũng chưa chắc gom đủ số tài liệu cần thiết để luyện chế vũ khí cực đạo Huyết hoàng xích kim chính là thánh vực trăm ngàn năm mới miễn cưỡng thấy được một lần, là đồ vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nhưng để tế luyện vũ khí cực đạo thì chỉ hoàng huyết xích kim còn chưa đủ, cần phải có những tài liệu trân quý nhất từ lúc trời đất được khai sinh ra nữa mới được. Vì vậy từ xưa đến nay, dù là mất đi hay là có thêm một thanh vũ khí cực đạo xuất thế, nhưng dùng chung toàn bộ lại một chỗ thì cả đông hoang cũng chỉ có mấy thanh mà thôi. Nè, nó không chừng ở dưới còn sót lại một khối tài liệu trân quý nào đó đó. Hai mắt của Hắc Hoàng bỗng nhiên sáng lên. Lúc người của giao trị rút khỏi nơi này, chắc chắn là bọn họ đã lấy sạch toàn bộ đồ ở nơi này rồi, làm sao có thể lưu lại cho ngươi được chứ? Diệp Phạm đứng yên đó tỏ vẻ không quan tâm. Ngươi thì biết cái gì chứ, cái hồ này rất là thần bí đó, ban đầu tay hoàng mẫu cũng vì nó mà khai phái ở đây, nó không chừng ở dưới hồ còn có cái gì đó, ta cảm thấy kỳ cảnh giao trị phi tiên là do hồ nước này dẫn phát ra. Ngươi cũng thấy ở dưới có tử thi rồi đó, cũng muốn tra cái gì nữa, Tại sao giao trị rút lui rồi Nhưng mà ở dưới lại có nhiều tử thi như vậy Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm hiểu kỹ hay sao Hát hoàng bức mãn Nếu như ta có đủ thực lực Ta cũng muốn đào cả mỏ cổ thái sơ lên nữa Muốn khai quật hết toàn bộ chính ngọn thánh sơn Ở cấm địa hoàng cổ Nhưng bây giờ ta chỉ muốn có tay hoàng kinh thôi Không muốn mạo hiểm đâu Nếu như ngươi không theo ta đi xuống Đời này cũng đừng hòng lấy được tay hoàng kinh Hát hoàng nghe răng uy hiếp Cùng tối chết này cũng muốn uy hiếp ta hả Di Phạm nguyên rủa trong lòng nước hồ ấm áp trong suốt như ngọc linh khí bên trong dày đặc bức người tự động theo lỗ chân lông đi vào cơ thể con người à, đệ tử của dâu trì tắm rửa trong hồ nước này dù không muốn tu di tăng lên cũng khó đó sau khi ta tìm được đủ nguyên nhất định phải đến đây bế quan nhất định tu di sẽ tăng mạnh diệp hàm sợ hãi thầm than sao rồi bây giờ biết chỗ tốt rồi sao bổn hoàng có thể lượng ngươi sao chứ ở dưới đó còn có thần khí đó hát hoàng tỏ ra vẻ kiêu ngạo Thần khí cái gì chứ Mau đi xuống đi Ta đi theo sau ngươi Chờ một lát đã Phải đợi đến khi tinh thần ta khôi phục lại Bây giờ lòng ta có chút không yên Thác hoàng chột dạ Không phải lúc trước ngươi đã lặn xuống rồi sao Diệp Hàm nhắm mắt hưởng thụ Trêu chọc con chó mực này Ta cũng muốn xuống cho bộ Đáng tiếc vẫn không có cơ hội Chẳng qua đã nghe nói đến tiền hồ này từ lâu rồi Nên hôm nay mới muốn đi tìm hiểu kỹ càng hơn ta nghĩ chắc chỉ có những nhân vật trọng yếu của giao trị mới có thể tiến vào tiên hồ này diệp hàm hỏi vũ khí cực đạo do tay hoàng mẫu lưu lại luôn được để ở dưới hậu đúng là người bình thường không thể tiến vào chỉ có dân mẫu thánh nữ thái thượng trưởng lão mới có thể đi vào nhưng mà nó có trong tiên hồ có thể đưa ra ngoài để cho các đệ tử khác dùng vũ khí cực đạo được đặt ở dưới hồ quanh năm sau diệp hàm kinh ngạc đáng tiếc đã bị người giao trị lấy đi rồi Ai lòng tham của hắc hoàng rất là lớn bọt nước nổi lên hắc hoàng lại lặn xuống dưới hồ diệp Phàm đi theo ở phía sau khi lặn sâu xuống dưới gần trăm thước hai người mới từ từ đến gần đáy hồ diệp Phàm cảm thấy da đầu mình tê dại hẳn đi dưới đáy hồ này có rất nhiều thi thể toàn là những nữ tử trẻ tuổi nơi này là thiên hồ nhưng không ngờ lại là một cái mộ chung cất người chết tổng cộng có khoảng mấy trăm thi thể lấp đầy cả giữa hồ chồng chất lên cao các thi thể này, thi thể nào cũng có tay trắng như ngọc, đôi chân thon dài thẳng tắp, quanh người còn có ánh sáng lấp lánh, nhưng mà thân thể người nào người nấy lại cứng ngắc, không có dấu hiệu của sự sống. Vô số thi thể nữ tử, tóc tai mấy người này bù xù, sắc mặt tái nhợt, thân thể mặc một bộ quần áo màu trắng, trên người còn có ấn ký giao trì thánh địa. Mái tóc các nàng phiêu động trong nước như những con rắn đang di chuyển trong mạng nước tối tăm, làm cho người ta nhìn thấy mà phải sợ hãi không trách được lần đầu tiên hắc hoàng xuống đây lại kinh hãi đến nỗi chạy ra khỏi mặt nước thậm chí còn muốn kéo hắn xuống dưới chịu cùng nữa rõ ràng đây là một tiên hồ nhưng cảnh tượng ở dưới hồ thực sự làm cho người ta thấy mà phát rét trong tiên hồ không có cá bơi không có sàn hồ hay ngọc trai tất cả chỉ là một khung cảnh tĩnh mịch ngoại trừ thi thể ra thì không có những thứ khác ngươi đi tìm bảo bối đi tại chỗ này chờ ngươi diệp hàm dùng thần thức truyền âm tại sao ta lại cảm thấy bất an Thác Hoàng nói thầm. Mười mấy cổ thi thể chậm rãi hiện lên rồi phiêu động đến. Các nàng theo gần nước di chuyển đến đây chứ không phải là tự mình di chuyển đến. Nhưng dù chỉ là như vậy, cảnh tượng này vẫn làm cho người ta sợ hãi. Bên ngoài thi thể có một cái lớp sáp bao bọc lại, mấy thi thể này đã sớm trở thành sáp thi. Nhưng cái lớp sáp này không thể giúp các thi thể trường tồn với thời gian mãi được. Đây cũng là điều làm dịp hàm khó hiểu. Nè, rốt cuộc ngươi có đi tìm bảo vật hay không đây? Nếu không thì chúng ta đi tìm Tây Hoàng Kinh đi. Diệp Phạm thúc giục. Tiểu tử nè, ngươi đi xem thử vết thương các nàng thế nào, vì sao lại chết vậy? Hắc Hoàng truyền âm nói, giọng điệu thản nhiên. Tại sao ngươi lại không đi đi? Diệp Phạm muốn đánh cho nó một trận. Đó đều là tiên tử đó, tướng mạo dung nhan đều đẹp như hoa, ngươi tới dùng tâm mà thưởng thức đi, ta thấy sợ hãi lắm. Hắc Hoàng nói, Ta muốn cắt cái đồ chó của người xuống đó Con bạn ơi Sao người lại nói như vậy chứ Cuối cùng cả Diệp Phạm và Hát Hoàng Đều lặn xuống kiểm tra mấy thi thể đó Nhưng sau khi hai người quan sát cẩn thận Lại không phát hiện bất kỳ vết thương nào Trên thân thể đệ tử giao trì Cũng không biết được nguyên nhân làm các nàng phải mất mạng Đừng xem nữa Không thể ở cái địa phương này lâu được đâu Có gì để xem đâu chứ Diệp Phạm nói Ta muốn biết vì sao giao trì thánh địa lại rời khỏi nơi này Không chừng có liên quan tới cái hồ này Hát Hoàng chấp nhất muốn quyết tâm tìm hiểu nguyên do. Nếu như ngươi điều tra được thì mới là phiền toái đó. Tất cả mọi người trong giao trị thánh địa đều muốn rút lui. Hãy chúng ta lại muốn tìm nguyên nhân gì sao? Ngươi muốn chết hay sao đây? Diệp Hàm trầm giọng nói. Ngươi mau đi tìm bảo bối đi. Nếu không tìm thì chúng ta rút mau đi. Hát Hoàng có chút sợ hãi. Mặc dù nó tự phụ nhưng nghĩ đến việc toàn bộ mọi người ở thánh địa đều rút lui. Trong lòng cũng hơi sợ hãi, Rốt cuộc là có nguyên nhân gì Mà lại làm cho một trong những thánh địa mạnh nhất Ở Đông Hoàng rút lui như vậy chứ Hát hoàng lặn xuống đáy hồ Bắt đầu tìm tội chung quanh Muốn thử vận may một chút Nhưng tìm kiếm cả nửa canh giờ Đáy hồ cũng bị nó bới tung cả lên Nhưng chỉ tìm thấy được mấy cái trăm ngọc Đụng nhiên Diệp Hàm có cảm giác sống lưng phát rét Vội vàng quay đầu lại Ngay lúc này hắn nhìn thấy mái tóc đen Của những thi thể sau lưng vũ động Bay loạn trong nước Bỗng nhiên dường như hắn nhìn thấy một đôi mắt u tối vô thần mở ra, xuyên thấu qua vô số thi thể. Đôi mắt đó còn phát ra hai đạo ánh sáng âm u chiếu thẳng vào hắn nữa. Da đầu của Diệp hàm tê dại cả lên, hắn vội vàng bay thẳng lên mặt nước. Mấy cái xác dưới nước khẽ chuyển động, có mái tóc của một cổ thi thể quấn vào mắt cá chân của hắn. Hắn dùng sức giật mạnh một cái, nhanh chóng thoát khỏi trói buộc rồi xông thẳng lên bờ. Hồ nước chấn động, hầu như ngay trong một giây khắc đó, hắc hoàng cũng vọt ra, nhưng cái đuôi cục của nó thì lại bị cái mái tóc của ba thi thể quấn lại. Đẹo tử, giúp ta! Hát hoàng vội vàng lê cái mông lên bờ. Nó dùng sức mạnh đến nỗi cái đuôi cục lôi luôn cả mái tóc của ba thi thể lên bờ theo. Hát hoàng lắc mạnh cái đuôi, cuối cùng cũng thoát khỏi. Mà thi thể của ba nữ tử kia vừa mới tiếp xúc với không khí bên ngoài, cả ba thi thể lập tức hóa thành ba chất lỏng màu đen. Dịp hầm cảm thấy cả người ấn lạnh, khi nãy mấy thi thể còn nguyên vẹn ở trong hồ, nhưng không ngờ mới ra ngoài một chút xíu thôi Lại bị như vậy rồi Giận như ở dưới có cái gì đó Lúc nãy ngươi nhìn thấy cái gì vậy Hát hoàng ngẩng mặt đen lên mà hỏi Lúc đó ta cảm thấy Có một cổ thi thể mở mắt ra Nhưng bây giờ nhớ lại Lại cảm thấy giống như là có hai hạt trâu được hãm ở dưới đáy hồ vậy Hay là ngươi đi xuống nhìn thử xem sao Dù sao ngươi cũng muốn tầm bảo mà Diệp hàm trêu chọc nó Con bà đó không tìm nữa Hát hoàng lắc lắc người một chút nước trên người bay ra bốn phía thoáng cái thân thể đã sạch khô không còn hạt nước nào trên người nó nữa nó nói tiên hồ biến thành quỷ hồ đội chắc chắn ở dưới hồ có đồ vật gì đó giao trì phi tiên hả ta thấy có quỷ bay lên thì có Mình nè người thử đoán xem tại sao ở dưới đáy hồ lại có nhiều thi thể như vậy đáng lẽ người của giao trì thánh địa phải mai táng bọn họ mới phải tại sao lại để các nạn trong hồ vậy chứ vì phạm không hiểu làm sao ta biết có chuyện gì xảy ra cũng có khi có người quăng xuống đó đó mà thôi đi, chúng ta không nói nổi nữa đâu. Hắc Hoàng sợ hãi, lông mau trên người cũng dựng đứng cả lên. Vì phạm và Hắc Hoàng rời xa tiên hồ. Khi từ xa nhìn lại, hai người nhìn thấy sương mù ở đó chuyển động. Không biết là do trong lòng sợ hãi hay là do có cảm giác. Nhưng lúc này hai người lại thấy chỗ đó đã trở nên âm u, không còn thánh khiết nữa. Khu vực trọng địa này có rừng xanh tươi tốt, cung khuyết to lớn ở khắp nơi. Mặc dù đã qua nhiều năm tháng, nhưng mấy cung điện này vẫn còn đứng sừng sững đó. Tất nhiên là bên trong có ẩn chứa đạo văn cực kỳ thâm ảo, nên mấy cung điện mới có thể trường tồn cho đến bây giờ. Di Phạm đi vào trong một cái cung điện to lớn, cung điện này được làm từ những khối ngọc trơn bóng, bụi không thể nào dính vào được. Mặc dù đã qua nhiều năm tháng, nhưng cái loại ngọc này vẫn có tác dụng tinh lọc, nên bụi bặm không thể bám vào. Trong cung điện trống trải, chỉ có tiếng bước chân của hắn vang lên truyền ra xa. <laughs> cánh cửa lớn được mở ra giống như khai phá vô số năm tháng tiếng cửa mở vang vọng khắp đại điện làm cho người ta có cảm giác đang đi vào giao trị ở thời viễn cổ vậy khi đứng ở chỗ này dường như Diệp hàm cảm nhận được cảnh tượng huy hoàng năm xưa của giao trị cố địa đó là một đám tiên tưởng mỹ lệ sinh sống ở vùng đất này và được các vì sao chối rọi trên bầu trời bao phủ Diệp hàm đứng yên một lúc lâu rồi mới đi thẳng về phía trước đi qua từng tầng đại điện đây là một cung điện rất rộng lớn nhưng lại không có cái gì, chỉ có sự trống vắng do năm tháng lưu lại. Vì Phạm không thu hoạch được cái gì cũng không tìm thấy bất cứ vật dụng nào. Hắc Hoàng di chuyển liên tục, lần lượt đi qua nhiều cung điện to lớn, nhưng kết quả cuối cùng cũng là vô ích quay về. Giao trị của dược điện hay sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, nếu mà dược điện này vẫn còn ở nơi đó, có khi đã sinh ra thần dược rồi. Vì Phạm vừa nói xong, Hắc Hoàng đã hóa thành một cái luồng ánh sáng đen lao ra bên ngoài, tốc độ rất nhanh, con chó già đáng chết này Thực là không thể tin nó được mà Diệp phàm mắng rồi theo sát phía sau Hắc Hoàng Nếu như không phải hắn tu luyện bộ pháp của lão điên Chắc chắn đã bị bỏ lại ở phía sau rồi Hắc Hoàng chạy như điên Tạo nên một cơn gió màu đen Chạy được khoảng hai mươi mấy dặm Nhìn thấy được một cái mảnh đất xanh âm tươi tốt Thì Hắc Hoàng mới dừng lại Rồi bắt đầu tìm kiếm ở khu vực chung quanh Hắc Hoàng, ngươi không biết nói đạo lý hay sao vậy Mới nghe được hai chữ dược điền đã chạy nhanh như vậy rồi Còn nhanh hơn thỏ chết nữa Mà sao không chạy nữa đi, Dịp hàm chế nhạo Bỗng hoàng làm người ác như vậy sao chứ Ta đang đợi ngươi đó Chúng ta cùng đi tìm <laughs> Ngươi mà tốt như vậy hả Chắc chắn là không tìm được gì rồi Dịp hàm tiến tới phía trước Khu vực núi non này tỏa ra sức sống bừng bừng Thực vật xanh âm tươi tốt Nhưng lại không có cây thuốc nào Cũng không ngửi thấy mùi thuốc Kỳ quái nha Mấy cái thiên tài địa bảo không có cũng không có gì là lạ Nhưng mà tại sao ngay cả mấy cây thuốc bình thường nhất Cũng không thấy vậy Hát hoàng lầm bầm âm thanh rất nhỏ Mặt dịp phàm khẽ đen lại Con chó chết này quả nhiên là không tìm được cái gì Chứ không phải là có lòng tốt đứng chờ hắn Cuối cùng hát hoàng phải than thở Nói Quá độc ác mà Người của châu trị dời nguyên cả cái dược điện đi rồi nếu như cẩn thận quan sát có thể thấy cái mảnh đất trống trải ở phía trước có một cái hố to rộng khoảng bốn thước vuông ngay cả đất cũng bị người khác đào lên lấy đi mất rồi Bỗng nhiên Diệp Hàm có cảm giác xấu, chẳng lẽ Tây Hoàng Kinh cũng bị người khác lấy đi rồi sao? Mặc dù trước đây Hắc Hoàng bảo đảm rằng người của giao trì thánh địa sẽ không dám động đến vách đá dựng đứng kia, nhưng lúc này hắn cũng không bình tĩnh được. Mau đi tìm Tây Hoàng Kinh đi, nếu như nó cũng mất, ta rất muốn giết người đó. Yên tâm đi, những thứ đó có cho người khác xem thì người đó cũng không hiểu đâu, mấy đời dương mẫu sau này của giao Trị cũng chưa chắc biết được. Bây giờ ta có để nó trước mặt của ngươi, ngươi cũng không nhận ra được. Đó là những điều mà Tây Hoàng Mẫu ngộ được mà sáng chế ra Người ngoài không thể nào nhìn ra Cũng không có ai biết được là bà ta đã khắc lên đó cả Vậy làm sao ngươi biết được Bổn hoàng lại chứ Chính tay ta đã nghe người khác nói đến cái bí mật này mà Hát hoàng tỏ ra vẻ kiêu ngạo Thiết núi rời khỏi dược điền này Bọn họ nhanh chóng đi tới một dãy núi Dãy núi này rất trống trải Không hề có một ngọn cỏ nào Nơi nơi đều là vách đá dựng đứng hoặc là núi đá Thậm chí còn không có một chút đất nữa hoàn toàn là do đá tạo nên mới vừa vào núi diệp hàm đã bị trấn trụ trên thạch bích có khắc họa một nữ tử làm cho người ta có cảm giác bức tranh này đã hợp làm một với thiên nhiên tuy chỉ được khắc trên đá nhưng trong đó lại có đạo pháp tự nhiên bút pháp đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất đây chỉ là một bức tranh được khắc lên không có bất kỳ chiêu pháp nào bút pháp rất cứng nhưng tại sao ta lại có cảm giác như đạo ta hợp nhất diệp hàm rất khiếp sợ đi thôi, trong núi này có rất nhiều tranh khác khác đó, cứ tự tự nhìn rồi tham khảo học tập. Hắc Hoàng thúc giục, Di Phạm đi thẳng về phía trước, nhưng bức tranh khác kia lại thỉnh thoảng hiện lên trong đầu hắn. Núi đá ở đây san sát nhau, không hề có một ngọn cỏ mọc lên, mấy vách đá của những ngọn núi này dựng đứng lên như được đao gọt, thẳng từ trên xuống dưới, những vách đá cao vút ấy dựng chung một chỗ, nhìn từ xa trông như những cái bậc thang bước lên trời. Khu vực này không có một mảnh đất, cũng không có một cọng cỏ nào, chỉ có những ngọn núi đá liên miên với nhau. Ở đây có rất nhiều rừng đá, từng khối đá lớn được đặt lộn xộn. Có khối thì như đang nằm dài, khối khác thì lại như đang co lại, hình thù khác nhau, có thể nói là một kỳ cảnh. Sau khi đi vào núi, Diệp Phạm đưa mắt nhìn bốn hướng, mấy khối đá này làm cho hắn có cảm giác rất đặc biệt, giống như có một khu vực khác ngoài trời đang được vắt ngang qua vậy. Một núi một cảnh giới, một đá một cảnh sắc, Giống như là có người dùng một cái thủ đoạn siêu nhiên thay đổi quỹ thích đại đạo do thiên nhiên tạo thành ngay ở trước mắt, làm cho từng ngọn núi, từng tảng đá ở nơi đây hấp dẫn ánh mắt của hắn. Sau đó Diệp Phạm phát hiện ở đây có rất nhiều bức tranh khác, nhưng do bị mưa gió ăn mòn nên hình ảnh không còn rõ nữa, chỉ có thể nhận biết đại khái mà thôi. Đáng tiếc phần lớn nội dung hay là tranh được khắc họa lại không phải công pháp, nội dung của nó gần như là nói về chuyện xưa, cũng có một số bức tranh khác về trăm loại chim hoặc là các loại thú quý hiếm, tất cả đều rất sống động, cứ như thật vậy. Dâu trì tiên tử khác những thứ này làm cái gì chứ? Di Phạm cảm thấy khó hiểu, dùng tâm cảm nhận. Đây là những vật hoặc diệt đã từng xảy ra ở giao trì thánh địa. Đáng tiếc thời gian đã quá lâu rồi, bây giờ người khác không thể hiểu được ẩn ý trong đó nữa rồi. Đi về phía trước thì mấy chục bước, Di Phạm đi tới trước một cái vách núi, nhất thời hắn sửng sốt, bức tranh khắc ở đây rất đặc biệt trên vách đá có hai đạo thương ảnh một người trong đó không phải là một nhân tộc người đó là một nam tử dáng cao hai thước sau lưng có bốn cái cánh thần tư thế oai hùng vĩ đại dưới vai của gã có tất cả tám cánh tay mỗi cánh tay đều tráng kiện tràn đầy lực lượng giống như là tay chân của rồng vậy ở ngay mi tâm còn có một con mắt mà đối diện với gã lại là một phụ nhân dung nhan xinh đẹp giống như một nữ vương uy nghi thiên hạ cả thân thể bà ta toát lên phong thái phi phàm làm cho lòng người phải ngưỡng mộ. Đúng là ghi lại một số việc đã từng xảy ra ở Giao Trị, sinh vật vô danh đấu với cường giả tuyệt thế của Giao trì Thánh Địa. Diệp Phạm kinh ngạc Nói chính xác là đấu với một vị dương mẫu. Hát Hoàng lên tiếng, đáng tiếc là chỉ có một bức tranh khắc họa lệ hình ảnh hai người này không còn bức nào khác nữa, nên cả Diệp Phạm và Hát Hoàng cũng không biết được kết quả cuộc chiến như thế nào. Diệp Phạm và Hát Hoàng đi tới phía trước, Lúc đi cẩn thận quan sát xung quanh, có những bức tranh khắc các thiên tử giao trì nghênh chiến yêu vương hay hình ảnh vương mẫu kế vị, cũng có những bức tranh khác rất đơn giản, không thể nhìn ra được ẩn ý ở bên trong. Khi đi tới một khu rừng đá khác, rốt cuộc Diệp Phàm cũng thấy được một chiêu thức, đó là hình ảnh một người đang đứng kết ứng được khắc ở trên nửa tảng đá màu xanh, nếu nhìn kỹ có thể thấy tảng đá này rất giống như một con hổ đang nằm. Mặc dù tảng đá này bị mất một nửa, Diệp Phạm chỉ thấy được một nửa thân thể đang đứng, nhưng hắn lại thấy cái loại ấn pháp tương đối huyền ảo này rất quen mắt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn mới nhận ra đây là bảo sơn ứng. Đây cũng chính là cái loại ấn pháp được ly hỏa giáo coi là tuyệt học trấn giáo. Ấn pháp này vô cùng cường đại, đã được hắn diễn biến thành một chiêu thức trong đấu chiến thánh pháp, thật không ngờ lại gặp được ở chỗ này. Tại sao lại bị mất một nửa rồi? Bỗng nhiên Diệp Hàm có cảm giác xấu. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, Tây Hoàng Kinh còn trường tồn sao? Chẳng lẽ cũng bị người nào đó xóa đi rồi? Hắn không dám tin những lời hắc hoàng nói nữa Mau mau dẫn ta đi tìm Tây Hoàng Kinh đi diệp Phạm thúc giục Không phải là ta đang tìm hay sao Cũng có khi được cất giấu ở trong những bức tranh khác ở trên các vách đá đó Hắc hoàng đáp Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi không biết vị trí chính xác nha Nó đúng rồi, đúng là như vậy đó Vũng hoàng cũng đang tìm đây nè Hắc hoàng ngẩng đầu lên, chậm rãi nói Con chó đáng chết này thật là không đáng tin diệp Phạm rất muốn đạp cho nó một cước nhưng bây giờ còn chưa đến lúc Hắn cần phải trông cậy vào nó Diệp Hàm lấy cái hạt bồ đề ra Rồi để trong lòng bàn tay Bắt đầu cảm nhận cảnh vật chung quanh Bây giờ không thể dựa hoàn toàn vào con chó mực này nữa Hắn cần phải đích thân tìm kiếm hát Hoàng vẫn tỏ ra rất hiền lành Rồi từ từ đi tới gần Diệp Hàm Ngay lúc đó bỗng nhiên nó há to cái miệng ra Muốn ngọm lấy cánh tay của hắn Con bà nó, con chó chết nhà ngươi, Lại muốn cắn nữa sao Diệp Hàm vẫn luôn đề phòng nó Vội vàng bay lên trời cao thật nhỏ mọn mà không phải chỉ là một cái hạt thôi sao người ta ngửi thấy thơm thơm chỉ muốn xem thử đó là hạt quả nào thôi mà đánh lén thất bại nhưng hát hoàng vẫn mạnh miệng tuyệt đối không nhận sự thật là mình tham lam tuy nhiên ánh mắt của nó thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cái hạt bồ đề ngươi còn dám cắn nữa thì cả đời này đừng mong lấy được con rùa kia mà mau kiếm tay hoàng kinh cho ta đi nếu như ngươi tự làm mất hết hy vọng của mình cũng đừng hòng nói điều kiện gì với ta nữa hát hoàng nghiêng đầu nhìn dịp hàm rồi nói Đẻo tử nè, cái hạt ngươi đang cầm là cái gì vậy, có thể ăn được không vậy? Đừng có giả ngu với ta Cái hạt của ngươi có lay lịch gì vậy? Khi nãy ta nhìn thấy một tên trọc đầu ở trên đó, có cảm giác như là hình khắc vậy, là ngươi khắc lên hả? Dịp Phạm biết con chó đen thui này bây giờ lại có ý đồ không tốt với cái hạt bồ đề Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể đưa hạt bồ đề này cho con chó được Tên trọc đầu kia là ai vậy? Sao ta cảm thấy hắn không tầm thường thì phải? Hát Hoàng thấy Diệp Hàm không để ý đến mình, lời nói đã có chút không kiên nhẫn nữa. Hắn tên là thích ca mâu Ni, người đã nghe qua bao giờ chưa? Diệp Hàm khẽ động trong lòng. Cái tên này sao mà khó nghe quá vậy? Lại có đến bốn chữ lận, tên trọng này nổi tiếng lắm hả? Hát Hoàng nói. Diệp Hàm không biết nói cái gì nữa, đường đường là Như Lai, nhưng không ngờ lại bị con chó này nói như vậy. Hắn trợn mắt lên rồi nói. Đừng có nói nhảm nữa, mau đi tìm Tây Hoàng kinh cho ta đi. Tiểu tử, thái độ của ngươi như vậy là sao chứ? Hát Hoàng nghe răng nói. Nếu như ngươi còn nói lời nào bất kính nữa, ngươi cũng đừng mong có được cổ kinh chí cao của nhân tộc. Đúng rồi, nếu như có thể tìm được tay Hoàng Kinh, ngươi cũng phải đưa cái hạt có khắc hình tên trọc đầu mập mạp kia cho ta đó. Dì Phạm không trả lời nó, hắn đi tới một nơi xa quan sát một cái bức tranh khác khác trên vách đá. Thỉnh thoảng hắn lại thấy được một vài chiêu thức không trọn vẹn. Mỗi khi gặp các bức tranh này, hắn lại dùng tâm mà cảm nhận, sau nửa canh giờ, Diệp Phạm đi tới trước một cái vách đá dựng đứng, ở trên đó có một cái bức khắc vô cùng rộng lớn. Đây là một cái bức tranh do hơn trăm bức tranh khác hợp lại thành tạo nên. Mới đầu hắn cũng không để ý, bởi vì mặc dù bức tranh này rất là to lớn, nhưng lại không tham ảo là mấy, tất cả đều là những chiêu thức bình thường nhất. Nhưng mà sau khi nhìn hết khoảng ba mươi mấy bức, thần sắc của hắn khẽ thay đổi. Từ cái bức tranh khắc thứ ba mươi này, các chiêu thức bình thường đã từ từ thăng hoa trở nên phức tạp rồi những bức tranh khắc tiếp theo lại làm cho người ta có một cảm giác thần kỳ diệp hầm tĩnh tâm ngưng thần cẩn thận quan sát toàn bộ bức tranh lớn này đến hơn một canh giờ mà vẫn chưa lên tiếng cuối cùng hắn thở dài một hơi rồi nói giao trì không hổ danh là thánh địa chỉ là một bức tranh khắc để cho đệ tử trẻ tuổi quan sát học tập thôi mà đã có thâm ý cao đến vậy rồi đây không phải là những bí pháp đặc biệt thậm chí chúng còn là những chiêu thức rất bình thường được truyền lưu rộng rãi trong giới tu hành nhưng những người ở giao trì thánh địa đã thăng hoa các chiêu thức ấy lên từ chỗ đơn giản nhất, tổng hợp chúng chung một chỗ lại với nhau, tạo thành những chiêu thức thường kỳ, có uy lực không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ là hơn trăm chiêu thức bình thường hợp nhất lại, nhưng lại diễn sinh ra một sức mạnh to lớn hoàn toàn khác, thực sự là thần kỳ nha. Diệp Hàm suy nghĩ một thời gian rất lâu, rồi mới tiếp tục đi xuống tiếp, sau đó hắn lại phát hiện một cái bức tranh khắc khổng lồ khác, hắn cẩn thận quan sát khi nhìn đến tận cùng, hắn mới giật mình lên, bởi vì bức tranh khác này được đến 500 bức tranh khác nhỏ khác tổ hợp lại mà thành. Ờ, à, đây là... Dịp phạm trước khiếp sợ, bức tranh khác này đang thôi diễn một bí pháp vô thượng nào đó, bắt đầu từ những chiêu thức đơn giản cho đến những chiêu thức đầy tham ảo. Chỉ nhìn thoáng qua một lúc, hắn đã nhìn thấu huyền cơ trong đó rồi. Bức tranh này đang thôi diễn đấu chiến thánh pháp trong cửu bí. Cao thủ tuyệt thế này của giao trì thánh địa thực làm cho người ta phải kinh sợ, Cao thủ này đã bắt đầu từ những chiêu thức đơn giản nhất rồi thôi diễn ra đấu chiến thánh pháp, với hy vọng có thể làm tái hiện tuyệt học cửu bí. Có thể biến cái đơn giản thành điều thường kỳ rồi từ đó diễn sinh ra đại thuật sát sinh trong cửu bí, chắc chắn đây là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc cuối cùng nàng ta vẫn thất bại, không thể nào thôi diễn ra đấu chiến thánh pháp được. Nhưng những nhân vật như nàng từ trước đến nay rất hiếm có. Chắc chắn nàng đã dựa vào những truyền thuyết có liên quan đến đấu chiến thánh pháp được lưu truyền trong nhân gian rồi căn cứ vào đó để diễn hóa đến giai đoạn này. Phải nói đây là một đại nhân vật. Sâu chuỗi là những sự tích được lưu truyền trong hậu thế, rồi thôi diễn đến được một bước này. À, nàng ta thực sự làm cho người ta phải kinh hãi mà. Diệp Hàm thở dài rồi nói, người này lấy đơn giản để đi đến phức tạp, nhưng đấu chiến thánh pháp lại có ngàn vạn kiểu biến hóa, vĩnh viễn không thể nào đoạt được đến mức tận cùng, rất khó để đi đến điểm cuối của phức tạp đủ chiến thánh pháp chân chính trong cửu bí chính là một chiêu diễn hóa ra vạn chiêu khi đạt đến sự tận cùng của phức tạp thì lại quay về một nếu như không có tâm pháp cụ thể người ngoài không thể nào làm được như vậy mặc cho ngươi là kỳ tài tuyệt thế như thế nào nhưng nếu không có được tâm pháp của cửu bí ngươi không thể nào diễn hóa ra được cái loại thánh pháp vô thượng này điểm cuối của thánh pháp này chính là biến đại đạo thành điều đơn giản diệp hàm đứng im một hồi lâu cẩn thận suy nghĩ Mặc dù cách thôi diễn này đã đi theo một lối rẽ khác, không thể nào so sánh với đấu chiến thánh pháp chân chính được, nhưng mà đã đủ dẫn dắt hắn có những bước tiến lớn, giúp cho hắn có cảm nhận sâu sắc hơn về đấu chiến thánh pháp. Dịp Phạm suy nghĩ rất lâu, hắn cảm thấy bức tranh này đã giúp cho uy lực đấu chiến thánh pháp của hắn tăng lên một chút. Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Sát trời đã sớm tối đi, Diệp Hàm vẫn tiếp tục quan sát các bức tranh khác khác đến giữa đêm hắn đã xem xong phần lớn các bức tranh khác ở các vách núi nhưng vẫn không tìm thấy được tây hoàng kinh nơi này không có huyền pháp gì cả chỉ có mấy chiêu thức bình thường thôi ngươi đang lựa ta hay sao vậy sắc mặt Diệp phạm rất khó coi đưa mắt nhìn hát hoàng không phải ta đã nói rồi hay sao dù ngươi có nhìn thấy tây hoàng kinh thì cũng chưa chắc hiểu được ở ý bên trong cần phải tính toán cẩn thận hát hoàng nói Nghe nó nói như vậy, Diệp Hàm cũng không biết làm cái gì cả, chỉ còn cách đi vòng quanh vách đá lại một lần nữa dưới ánh trăng sáng, nhưng hắn vẫn không tìm được Tây Hoàng Kinh. "Tìm được rồi, ở chỗ này." Hát Hoàng hô to lên, âm thanh của nó vang rõ trong đêm khuya, truyền sang khắp các vách núi. Diệp Hàm nhanh chóng đi tới chỗ mà nó đang đứng, đây là một ngọn núi đá khí thế hùng vĩ, nhưng hắn không thấy được Tây Hoàng Kinh, mặt trên vách núi không có cái gì cả. Ở đâu? ngọn núi này chính là một bộ phận á, có thể lấy được kinh hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Hắc Hoàng ngẩng đầu lên rồi đáp. Con chó nhà ngươi đừng có nói qua loa cho xong chuyện nha. Tùy tiện chỉ ra một cái ngọn núi rồi nói đây chính là Tây Hoàng Kinh. Ngươi nói thử xem ta có nên tin tưởng ngươi hay không đây? Ngươi có thể tìm được cổ kinh ở đây sao chứ? Diệp Hàm chất vấn. Cái này phải dựa vào ngộ tính của ngươi rồi. Hắc Hoàng giả nghi giả dạy Ngươi đang nói dối. Diệp Hàm trợn mắt. Hát Hoàng cũng trợn mắt lên rồi nói Chắc chắn đây là một bộ phận của Tây Hoàng Kinh Chính tay của ta đã nghe nói như vậy mà Lúc đó người nghe được gì? Diệp Hàm hỏi tới Một bộ phận thì được khắc trong một cái mặt trời trên vách núi Một bộ phận khác được khắc trong một cái gốc cây cổ thụ trên ngọn núi Dựa theo những gì mà Hát Hoàng nói Lúc Tây Hoàng Mẫu ngộ đạo khai sáng Tây Hoàng Kinh Bà ta đã khắc lại những điều mình cảm ngộ được Và phân tán ở các phách đá Bên sườn dốc của ngọn núi này quả thực là có một cái vầng mặt trời mơ hồ, nhưng nó chỉ lớn cỡ bàn tay. Dù có cẩn thận quan sát thì người ta cũng khó nhận ra mặt trời này được khắc lên, bởi vì trong nó rất giống được tự nhiên tạo thành. Một cái vòng tròn như vậy mà là tay hoàng kinh hả? Ngươi đang giỡn chơi hả? Hắc hoàng ngước đầu lên rồi nói. Cái này ta cũng không biết à nha, tự ngươi ngộ đạo đi. Còn chó chết nhà ngươi. Dì Phạm rất muốn xử lý nó, nhưng cũng biết là mình không làm gì được cuối cùng chỉ còn cách bay lên chốc đá kia, bắt đầu quan sát cái vần mặt trời được khắc trên đó. Diệp Phạm lấy tay vuốt mặt trời đó, tay khác cầm cái hạt bồ đề, nhưng mà hắn cẩn thận cảm nhận một hồi lâu cũng không thấy có gì khác thường. Hắc Hoàng, người đang nói láo phải không vậy? Chỗ này không có gì cả. Tuyệt đối là có, nhưng cần phải có ngộ tính kinh người, có thể nhận được tay hoàng kinh hay không phải dựa vào năng lực của mình thôi. Lúc nói ra những lời này, hình như Hắc Hoàng cũng cảm thấy chột dạ. Diệp Phạm đứng ở trên dốc núi, tay cầm cái hạt bồ đề, Cẩn thận dùng tâm cảm nhận cái vườn mặt trời đó Nhưng mà khung cảnh xung quanh vẫn yên tĩnh Hắn không phát hiện được cái gì cả Giờ này có mấy người làm được đại đế đâu chứ Đồ vật cho những người này lưu lại Không dễ dàng lấy được đâu Hát hoàng ở phía dưới hô lên Ta đã tìm tay hoàng kinh cho ngươi rồi Còn việc hiểu được hay không là chuyện của ngươi Nhưng mà ngươi phải đưa cái con rùa màu xanh kia cho ta đó Trong nguyên thiên thư có ghi lại Một bộ phận tây hoàng kinh Đó là nội dung thuộc phần bí cảnh đạo cung giờ phút này diệp hàm yên lặng vận chuyển lại tâm pháp đó rồi đưa cái bàn tay đang nắm hạt bồ đề đặt lên trên cái vận mặt trời kia đột nhiên có một cái chùm sáng vọt lên cao rồi ở ngay dốc đá xuất hiện một cái mặt trời chói mắt mặt trời này nhanh chóng hút diệp hàm vào bên trong chỉ trong thoáng chốc ngọn núi này đã chuyển sang màu đỏ lửa bốc cháy lên thiêu đốt cả nửa bầu trời ở trên cao trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội đó có một cái vừng mặt trời đỏ khổng lồ Diệp hàm đang ở trong cái vườn mặt trời ấy, tư thế trở nên trang nghiêm. Làm sao hắn có thể học được chứ? Không phải nói ngoại trừ ngũ tính kinh người ra, còn cần có kinh dẫn của giao trị sao? Lỗ vốn rồi, để cho tên tiểu tử này lấy được tay hoàng kinh thiệt rồi. Hắc hoàng sĩ mặt ra, giống y hệt một tiểu hài tử bị người khác lấy mất kẹo vậy. Hắc hoàng làm cái bộ mặt xối quẩy, đáng tiếc là Diệp hàm không thấy. Nếu như hắn thấy được bộ mặt Hắc hoàng bây giờ, chắc chắn hắn sẽ nhào tới đánh nó một trận. Mặc dù sẽ có thể là bị chó cắn tiếp, giờ phút này ở trên dốc đá kia xuất hiện một mặt trời to lớn như núi che khuất cả bầu trời làm cho khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng xóa giống như lúc này là ban ngày chứ không phải là ban đêm dịp hàm khoanh chân huyền phụ ở trong bầu trời đó không có cử động nào thần thái hắn điềm tĩnh hoàn toàn chìm đắm trong một đạo cảnh kỳ lạ kinh dẫn trong nguyên thiên thư đã tác động tới ấn ký tây hoàng mẫu lưu lại làm cho vận mặt trời ngay dốc núi xuất hiện cái vườn mặt trời lớn cỡ bằng tay kia thực chất là một khối đạo văn không thể nào tưởng tượng được bên trong có ẩn chứa ứng ký của tây hoàng mẫu dù đã đi qua mấy chục vạn năm nhưng ứng ký ấy vẫn bất hủ trường tồn với thế gian thần trí diệp hàm thư thái thân thể huyền phù trong cái ngọn lửa ngập trời kia ngay lúc đó thần tàn ở ngay tim hắn phát ra ánh lửa chói rọi làm cho cả đạo cung cũng bừng sáng lên tâm pháp nói về bí cảnh đạo cung hắn học được trong nguyên thiên thư không trọn vẹn nhưng lúc này đã được bổ sung toàn bộ Thần tạng tại tim bây giờ như là một cái mặt trời ban trưa Đối ứng với mặt trời lớn ở bên ngoài Tạng phát ra tinh khí ở khắp nơi Tiên thiên chi tinh hóa sinh Hậu thiên chi tinh tẩm bù Đạo lực mênh mông từ bên trong mặt trời Của thân thể con người Từ từ truyền đi tới mỗi một tức huyết nhục Cả thân thể dịp hàm theo đó đỏ ứng lên Rồi dần chuyển sang trong suốt Khối lửa bao phủ thân thể quán Tinh khí của thần tàng tại tâm gục giữa mỗi thứ dơ bẩn, làm cho đạo cung của cả trong lẫn ngoài đều trong phát. Thân thể của hắn nhờ thế mà trở nên trong suốt. Đây là một loại biến hóa hoàn toàn mới. Cũng nhờ cái loại biến hóa này mà tiên thiên chi tinh và hậu thiên chi tinh bên trong thần tàng tại tim được vận chuyển theo những lỗ tuyến phức tạp hơn lúc thường rất nhiều. Diệp Hàm không chuyển động, dùng tâm cảm ứng cái loại biến hóa này. Vườn mặt trời to lớn che khuất bầu trời kia không di chuyển, cũng không phát ra âm thanh, nhưng mà từ trong đó Diệp Hàm lại cảm nhận được một loại đạo vận cái loại đạo vận này giải thích cách tu luyện thần tàng tại tim của bí cảnh đạo cung vô cùng nhuần nhuyễn mặt trời được khắc họa trên vách đá đối ứng với nội dung nói về cách tu luyện thần tàn tại tim của bí cảnh đạo cung sau khi tác động đến nó xong thì tuy diệp hàm không nhận được tâm pháp cụ thể nhưng mà hắn lại hiểu rõ được diễn biến của quá trình vô cùng huyền ảo này cách truyền thừa này không lưu lại lời nói cũng không có ghi chép nào cả nó chỉ khai sáng ý cảnh của người ngộ đạo thôi diễn đủ loại biến hóa của cổ kinh Tuy không có chánh văn của Tây Hoàng Kinh, nhưng mặt trời được khắc trên vách đá lại có thể so với cổ kinh. Diệp Phạm ngồi thẳng, bất động, cho đến khi mặt trời thực sự xuất hiện chiếu sáng ánh bình minh thì hắn bỗng nhiên mở to mắt ra. Cùng lúc đó, mặt trời to lớn che khuất không trung, bỗng phóc một tiếng, rồi hóa thành vạn đạo ánh lửa chìm vào bên trong mặt trời trên vách đá. Diệp Phạm cảm thấy phần thần tàn tại tim của bí cảnh đạo cung đã được hoàn thiện rồi, có sự khác biệt rất lớn so với trước kia. Hắn cảm nhận được đạo lực trong người vận chuyển rất tự nhiên, tinh khí cũng mênh mông hưng. Hắn đứng ở trên vách núi đón ánh bình minh mới hé lộ, tà áo phần phật bay theo gió, cả thân thể trở nên trong suốt như bạch ngọc. Tuy bề ngoài của hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng lại có khí chất của tiên nhân, hiển thị rõ phong thái phiêu dật. Người thật sự lấy được tay hoàng kinh rồi sao? Hắc hoàng không cam lòng, nói. Người quý vị Chẳng lẽ ngươi cảm thấy dù có dẫn ta tới đây Rồi chỉ dẫn cho ta thấy Tây Hoàng Kinh Nhưng mà ta cũng không có cách nào tu luyện được cổ kinh của Tây Hoàng Mẫu hả Sắc mặt của Diệp Hàm trở nên hung ác Quét mắt nhìn nó Hắc Hoàng ngượng ngùng cười cười rồi nói <cười> Sao có thể như vậy được chứ Bổng Hoàng có nói vậy đâu à? à? Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi à <laughs> Được rồi Mau mau dẫn ta đi tìm mấy bộ phận khác của Tây Hoàng Kinh đi Diệp Hàm hối nó Tiểu tử nè Trước kia ngươi có từng nhìn thấy tay hoàng kinh Hay là nhận được thứ nào đó gọi là kinh dẫn hay không vậy Hát hoàng nói Ngươi đang nói cái gì vậy Kinh dẫn là cái gì Diệp Phạm nhìn nó Con bà nó chứ Không nhận được kinh dẫn Sao có thể tu hành được chứ Lần này lỗ thiệt rồi Hát hoàng dùng âm thanh chỉ của mình nó nghe Lầm bầm Nhưng mà thần thức của Diệp Phạm còn siêu việt hơn tu vi hiện tại của hắn nhiều Có thể hóa hình ra được Nhờ thế mà nghe được mấy lời nói nhỏ của con chó mực này Nhất thời mặt của hắn dần tối đen lại Cảm thấy không thể nào tin tưởng con chó đáng chết này được Hắc Hoàng, có tìm thấy ấn ký nào khác của Tây Hoàng Mẫu không vậy? Không thấy, tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy Chỉ có một chỗ này thôi Hắc Hoàng tỏ ra không hiền lành, lắc đầu Ăn nói hàm hồ, đừng có nói vậy đi qua mặt ta Mau dẫn đường đi Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy con rùa màu xanh kia sao? Diệp Phạm uy hiếp Người đưa cái hạt có hình cái lão đầu trọc kia cho ta mượn một chút đi Dựa vào nó chắc chắn ta có thể tìm được tay hoàng kinh Đừng có nói chuyện tàu lâu Mà ngươi biết được tác dụng của hạt này sao Diệp Phạm nghiêng đầu nhìn nó một cái rồi hỏi Sao ta không biết được chứ Không phải ngươi dựa vào nó nên mới nhận được tay hoàng kinh sao Ngươi đừng hòng có ý đồ với nó Diệp Phạm nghiêm mặt cự tuyệt Đưa cái hạt bồ đề cho nó thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp Cuối cùng Hắc Hoàng cũng chỉ còn cách chịu thua, ấm ức dẫn Diệp Hàm tới trước một cái ngọn núi đá khác. Trên núi đá này có một cái khối ấn ký bằng kim loại hình dáng như một cái bàn tay. Lần này Diệp Hàm cứ như ngựa theo đường cũ, không mất quá nhiều thời gian liền dẫn phát được ấn ký do tay Hoàng Mẫu lưu lại. Trong phút chốc, có một đạo tinh khí xông thẳng lên trời, phát ra âm thanh kim loại len khen. Diệp Hàm bị hút vào trong một cái luồng thần quang kim khí, rồi ngồi xếp bằng tại vầm trời. Khí hải dâng cao như nước thủy triều. Thần tàng tại phổi mang thuộc tính kim trong ngũ hành, kéo dài bao phủ cả ngũ tạng. Giờ phút này sau khi được tẩm bổ lại, thần tàng tại phổi phát ra ánh sáng bén lạnh ngất trời, tạo nên những âm thanh vô cùng rung động, giống như có vạn mũi kiếm đang cùng nhau xuất hiện. Bên ngoài thân thể diệp phàm xuất hiện ánh sáng kim loại sáng bóng, giống như là một lưỡi đao sắc bén chém tận trời xanh, tỏa ra hàng khí bức người làm cho người ta có cảm giác không thể nào ngăn chặn được lưỡi đao bén nhọn đó ngọn núi đá này cũng không có lời văn hay tiếng nói truyền đạo nào. Chỉ có những cảnh tượng nói về cách tu hành thần tàn tại phổi, hình ảnh vô cùng rõ ràng. Thần tàng tại phổi tác động đến vạn khí, dẫn động tinh khí thần, bố trí đến toàn thân và da lông bên ngoài, giúp cho thân thể thu nạp sức sống bừng bừng bên trong bổn nguyên thiên địa. Giờ phút này, trọc khí bên trong đạo cung Diệp Hàm đã biến mất, chỉ còn lại tinh hoa nồng nặc, không chỉ có lục phủ, ngay cả tứ chi bách hải và da lông bên ngoài cũng trở nên trong suốt toàn bộ tinh khí trong cơ thể con người đều thuộc về thần tàng tại phổi và thần tàng tại phổi tương liên với thiên địa cho nên thân thể cần phải dựa vào nó để hóa sinh ra một tinh khí cần thiết lúc mọi ánh sáng xung quanh thân thể biến mất diệp Phàm mở hai mắt ra sau khi hoàn thiện thần tàng tại phổi của đạo cung toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể của hắn giãn ra hắn cảm thấy thân thể và thiên địa đã hòa thành một thể có thể dẫn động được vạn khí bất cứ lúc nào Tây Hoàng Kinh quả nhiên huyền ảo, có thể đoạt được tạo hóa trong thiên địa, làm cho người ta phải sợ hãi than thở. Hắn đã từng tu luyện qua hai cái thần đàn này rồi, nhưng qua cái lần bổ sung và hoàn thiện này, hắn đã hiểu rõ được mọi ý nghĩa sâu xa huyền ảo trong đó. Giống như thần linh đang ở trên đỉnh núi, không có gì là không hiểu rõ. Nếu như người không tu hành qua kinh dẫn, có đánh chết ta, ta cũng không tin người cứng như vậy mà lấy được Tây Hoàng Kinh. Hắc Hoàng xị mặt ra, lầm bầm. Hắc Hoàng, ngươi đang nói thầm cái gì vậy? khát hoàng tỏ ra hung hăng rồi nói tiểu tử người đã từng câu dẫn giao trị thánh nữ phải không vậy nếu không chắc chắn người không lấy được cây hoàng kinh dẫn đâu đừng có nói sang chuyện khác chứ mau dẫn ta đi tìm mấy phần khác đi chúng ta không thể ở giao trị cố địa này quá lâu được đâu sau khi làm xong phải rời đi ngay đó mọi chuyện kế tiếp rất là thuận lợi diệp hàm nhận được tâm pháp thường tàng tại gan ở một cái ngọn núi đá có khắc họa một cây cổ thụ sau đó cũng tìm được thường tàng tại lá lách và tại thận Cách tu luyện năm thần tàng của đạo cung đã được bổ sung đầy đủ, nhưng hắn còn chưa tu luyện ba thần tàng sau, cho nên hắn chỉ mới ghi nhớ lưu vào trong lòng mà thôi. Đến đây hắn đã nhận đầy đủ phần đạo cung của Tây Hoàng Kinh có được tâm pháp trọn vẹn rồi. Diệp Hàm đứng yên một hồi lâu, khó kiềm chế được xung động trong lòng. Phần cổ kinh này vô cùng thâm ảo, huyền ảo khó dò, có thể phá được trời xanh, đoạt lấy tạo hóa trong thiên địa ngươi thật là may mắn mà phần đạo cung của tây hoàng kinh có thể nói là đứng đầu cả đông hoang là tâm pháp hoàng mỹ nhất thật không ngờ ngươi có thể thu thập đủ cả năm phần này hắc hoàng nhe răng ra nói mau mau đưa cho ta con rùa xanh kia ngươi gấp gấp cái gì chứ mới chỉ nhận được phần đạo cung thôi à tây hoàng kinh còn rất nhiều bí cảnh khác nữa ta còn chưa lấy được bí cảnh tứ cực đi nè di phàm cười nói ngươi còn tham lam hơn ta nữa hắc hoàng cắn răng nói qua một hồi lâu sau, hát Hoàng chỉ có thể tìm được một cực ở trong phần bí cảnh tứ cực. Nhưng cho dù Diệp Phạm đã cầm cái hạt bồ đề trong tay rồi, cẩn thận cảm nhận, nhưng hắn vẫn không lấy được. Chẳng lẽ phải cần kinh dẫn thật sao? Hắn liền nghĩ tới tay Hoàng kinh dẫn mà hát Hoàng đã nói. Không lâu sau, bọn họ lại tìm được dấu vết của một cực khác, đáng tiếc vẫn không thể nào dẫn động được. Diệp Phạm không nhận được phần bí cảnh này. Ta còn tưởng ngươi có thể sánh với đại đế chứ Không cần kinh dẫn cũng có thể nhận được tay hoàng kinh Bây giờ nghĩ lại Chắc chắn ngươi đã thông đồng với giao trị thánh nữ Nhận được phần kinh dẫn của bí cảnh đạo cung Con chó chết nhà ngươi mà Đã sớm biết tình huống như vậy rồi mà không nói cho ta biết Đã vậy còn lừa gạt ta tới đây nữa Có phải muốn ta tới đây rồi tay không trở về hay không hả tiểu tử Ngươi đang xúc phạm tôn nghiêm của ta Coi chừng ta ăn ngươi hắc hoàng hung dữ la lên Chứ không phải như vậy sao Diệp Hàm nhìn chầm chầm nó bổn hoàng luôn luôn thượng nghĩa sao có thể làm như vậy chứ ta tự có cách giải quyết vấn đề này ta đang muốn ngươi đưa cho ta con rùa xanh kia rồi mới nói cho ngươi biết cách tu hành đúng là ngươi có tính toán từ trước mà dẫn ta tới đây nhìn thấy cổ kinh trước mắt nhưng lại không thể lấy được lúc đó sẽ tự động dâng con rùa xanh kia cho ngươi có phải không Diệp Phạm cố gắng chịu đựng con chó này rồi nói May mà ta đã có kinh dẫn của bí cảnh đậu cung Đừng so sánh ta với những tên khốn khác Hắc Hoàng không đỏ mặt Dụ dỗ Diệp Chẳng lẽ người không muốn những phần bí cảnh khác của Tây Hoàng Kinh sao? Con <laughs> chó chết nhà ngươi đúng là đồ gian xảo mà Ngươi có tứ cực kinh dẫn hay sao chứ Làm thế nào ta mới lấy được phần bí cảnh tứ cực của Tây Hoàng Kinh Dì Phạm hung dữ nhìn nó rồi nói Nếu như có thì mau nói ra Đọc một đoạn để cho ta nghe đó Hắc Hoàng chỉ nói như vậy Chứ làm sao có trong người nó được Bỗng nhiên nó mở cái miệng to như chậu máu ra rồi nói Tiểu tử ngươi nhiều lần khinh nhận ta Còn gọi ta là chó chết nữa Bỗng Hoàng sẽ giấu huấn ngươi Chó chết, ta đừng muốn đánh người đây nè Diệp Phạm kết ứng rồi ra tay trước Sử dụng đấu chiến thánh pháp Nhưng bản thân Hắc Hoàng từ đầu đến giờ Không phải là một con vật hiền lành gì Ngay lúc đó cũng xông tới cắn Diệp Phạm Con bà nó, chó chết nhà ngươi Quả nhưng bản tính không đổi mà Suốt ngày chỉ biết mở miệng cắn Lần này là ngươi xuất thủ trước Ta mà không xuất thủ trước thì bây giờ lại bị chó cắn rồi Con bà nó, tiểu tử ngươi đang vũ nhục ta Diệp Phạm và Hắc Hoàng đánh với nhau trong rừng đá, thể chất của cả người và chó đều thuộc loại biến thái. Mỗi lần va chạm vào nhau là lại có âm thanh phát ra giống như kim loại vậy. Tiểu tử, dù nói sao đi nữa thì ngươi cũng lấy được phần bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng Kinh rồi, mau đưa ta cái con rùa xanh kia. Hắc Hoàng vừa mở miệng cắn vừa la lớn lên. Cho ngươi mới là lạ, ngươi còn muốn tay không bắt được sói hả? Cả đời này ngươi cũng đừng hy vọng có được nó nữa. Diệp Phạm vung trưởng ra, bàn tay lập tức tản phát ra sáng màu vàng kim, hắn thôi động nhật nguyệt đại ứng và sơn hà đại ứng cùng lúc đánh xuống người muốn cho mọi công sức của bổn hoàng đều trở thành dấu ích sao hắc hoàng nhe răng uy hiếp còn tôi chết nhà ngươi ăn cái gì mà lớn lên vậy ngay cả đấu chiến thánh pháp cũng không đánh được nữa diệp hàm nguyên rủa con bà đó thì ra là cửu bí hả hèn chi ta lại thấy đau đâu <laughs> đau chết bổn hoàng rồi hắc hoàng kêu thảm thiết lần này là nó đau thực chứ không phải giả bộ còn Diệp Hàm thì bị cắn liên tục mười mấy cái Giờ nghe hát hoàng như vậy thì cả người gần như choáng váng. Đủ chiến thánh pháp cũng chỉ làm đối phương cảm thấy đau đau rút cuộc đây là chuyện gì chứ Chối chết nhà ngươi thật là biến thái mà Ngươi mới là đồ biến thái Tu sĩ biết cảnh tướng cực mà bị ngươi đánh cho một cái Thì thân thể cũng nát bấy thôi Chỉ có bổn hoàng mới thừa nhận nổi thôi Ai da, đau chết ta rồi Hát hoàng nhai răng nhếch miệng kêu thảm thiết đột nhiên có một lực chấn động mạnh mẽ truyền ra bên ngoài đến mấy chục dặm rồi trên trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn chỉ trong thoáng chốc cả bầu trời đã bị mây đen bao phủ trở nên tối như mực tiên hụ đúng chính là tiên hụ diệp hàm vát hoàng không dám đấu nữa rồi nhanh chân bỏ chạy như điên ở ngay chỗ khởi nguồn của giao trị thánh địa tiên hồ một cổ lực lượng đáng sợ từ trong hồ tràn ra bên ngoài làm cho mây đen trên trời cao quay cuồng theo đó là một cái tiên hậu á Rốt cuộc đang có biến hóa gì Chẳng lẽ có liên quan tới việc người của giao trị bỏ chạy Trước đó không lâu Bọn họ còn lặn xuống hồ dò xét qua một lần Bây giờ nhớ lại những gì mình đã làm Cả dịp hàm và hát hoàng đều có cảm giác kinh hãi Tốc độ của bọn họ cực nhanh Không lâu sau đã phóng tới cái hồ khô cạn kia Rồi theo khe nước lớn trở về giếng cổ Mặc dù tiên hồ xảy ra chuyện lạ Nhưng cũng không có đồ vật gì đó đuổi theo xuống chỗ này Điều này làm cho dịp hàm và hát hoàng thở dài một cái ngay lúc này Diệp Hàm bỗng nhiên kêu la thảm thiết Hắn bị hát hoàng cắn lấy tay trái Làm gì cũng không chịu bỏ cái miệng ra Ta, con mẹ nhà ngươi Sao ngươi cứ cắn ta suốt ngày vậy Tiểu tử, ta không biết bay Nếu lát nữa tới giếng cổ Ngươi cứ chạy một mình Bỏ ta ở chỗ này thì làm sao bây giờ Cứ cắn lấy người trước cái đã Hát hoàng vừa cắn tay trái của Diệp Hàm vừa lẩm bẩm Sau khi đi ra ngoài Chúng ta đừng ai nấy đi đi Ta đường đường là một tu sĩ bí cảnh đạo cung Nhưng mà hàng ngày lại bị ngươi cắn Thực sự là quá mất mặt rồi đi dọc theo thông đạo thuận lợi trở về giếng cổ diệp hàm mang hát hoàng bay lên trời không lâu sau đã bay tới mặt đất ánh mặt trời chiếu sáng khắp vùng đất trống trải này diệp hàm cũng không còn thấy kỳ cảnh giao trì phi tiên nữa những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi này làm cho hắn có cảm giác thực hư vô không thực chút nào diệp hàm ném hắc hoàng ra xa rồi chạy thật nhanh đi hắc hoàng tức giận mắng đẻo tử ngươi lấy được tay hoàng kinh rồi nhưng còn chưa đưa con đồ xanh kia cho ta còn không có nói tung tích của cổ kinh do đại đế yêu tộc để lại nếu người dám chạy đi Ta thầy sẽ không để yên cho ngươi Ngươi cứ quay về thôn trại trước đi Đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi Diệp Phạm nói xong thì chạy trốn mất dạng Đạo tử Ngươi muốn trốn nợ sao Thác Hoàng hù lớn Nếu như ngươi còn dám chạy Ta sẽ nói toàn bộ bí mật của ngươi cho cơ gia dần vương quan thánh địa Còn ta thì sẽ lấy đi giải thưởng Diệp Phạm giảm tốc độ lại Cảm thấy thật khó đối phó với cái con chó mực này Tiểu tử ngươi còn muốn trốn nữa hay không? Dám lừa gạt bổn hoàng hả? Hắc Hoàng, ngươi còn không biết xấu hổ hay sao? Ngươi không có kinh dẫn mà dám dẫn ta tới nơi này. Là ngươi lừa gạt ta trước mà. hát Hoàng cũng biết mình đuối lý. Nó nói. Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng đã lấy được tay hoàng kinh rồi. Thực hiện lại hết đi. Di Phạm sờ cầm, suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ ta chưa thể đưa miếng ngọc đó cho ngươi được. Nhưng mà ta sẽ dẫn ngươi đi tìm cổ kinh đại đế yêu tộc. Ngươi không phải là muốn tính kế ta chứ. Hắc Hoàng cảm thấy nghi ngờ. Ngươi cho rằng ta là ngươi hay sao? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện không nói đạo lý như vậy đâu. Diệp Phạm đáp lại. Ta cảm thấy ngươi còn hung ác hơn cả ta nữa. Hát Hoàng nghe răng. Muốn tìm cổ kinh đại đế yêu tộc, rất có thể sẽ phải vào nơi mà đại năng cư ngụ. Ngươi cảm thấy có thể ra tay được sao? Diệp hàm hỏi. Đại năng, ngươi đang chơi khó ta hả? Mặc dù cổ kinh đang ở chỗ đó, nhưng mà cũng chưa chắc là gặp phải đại năng đâu. Thực ra củ kinh không phải ở trong tay đại năng Mà ở trong tay người khác Đại hát cổ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói Như vậy cũng có thể thử một chút Nói tới đây bỗng nhiên nó ngẩng đầu lên Cắn răng nói Tiểu tử Ngươi đang lừa dối ta phải không vậy Đừng có nghĩ bậy như vậy Ngươi cho rằng ta là ngươi Còn chó đen hư đúng như ngươi sao Dì Phạm đáp lại Hát hoàng nhìn hắn chầm chầm rồi nói Không thể tin ngươi được ta phải là người nói lời này mới phải đó. Sau khi tiến vào giao trị, người có nói lời thật nào cho ta bao giờ đâu. Diệp Hàm chất vấn lại rồi nói: trong thân thể của cái người nắm giữ cổ củ kinh có hai linh hồn, người có biện pháp nào đuổi một linh hồn ra không vậy? Càng lúc hắc hoàng càng cảm thấy nghi ngờ, nó nói: tiểu tử, sao ta cảm thấy người không an tâm thì phải? <laughs> ta là cái loại người này sao chứ? Từ đầu tới cuối cũng chỉ có người không biết nói đạo lý mà thôi. Diệp Hàm nói khuyết điểm của nó lên rồi nói tiếp. Yên tâm đi, mặc dù quá trình này rất phức tạp Nhưng nhất định sẽ được cổ kinh thôi Ta cảm thấy không thể nào tin tưởng ngươi được Hắc Hoàng theo dõi hắn Bởi vì ngươi làm chuyện xấu nhiều quá Luôn luôn tính kế người khác Cho nên bây giờ mới nghĩ người khác sẽ tính kế ngươi như vậy Diệp Phàm chê cười Tạm thời ta tin ngươi một lúc đó Nhưng mà tiểu tử ngươi cần phải nhớ kỹ điều này Nếu như ngươi dám tính kế ta Bổng Hoàng sẽ có cách để cho ngươi gặp phải cảnh trời cao không còn đường chạy Địa ngục không có cửa vào Hắc Hoàng hung dữ uy hiếp. Trên đường bước đi, Diệp hàm dùng tâm tìm hiểu Tây Hoàng Kinh, càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy nó thật thâm ảo và tuyệt diệu. Trong đạo cung của hắn bây giờ có năm con rồng tung bay, tinh khí trời đất cả trong lẫn ngoài hòa hợp với nhau, năm đạo tinh khí xông thẳng lên trời cao. Cho đến bây giờ, sau khi nhận được đầy đủ bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng Kinh, Diệp Phạm mới hiểu vì sao bí cảnh này được gọi là đạo cung. Bởi vì bí cảnh này giống như một tòa cung điện tọa lạc trên đỉnh núi Vĩnh Hằng, bên trong có ẩn chứa đạo lực vô tận năm thượng tạng mê mê mang mang phía sau bọn họ còn có năm tòa cổ miếu như ẩn như hiện những tòa cung điện này nguy nga mà cao xa thân bí mà mơ hồ trong lúc bản thân đạt đến cảnh giới vô ngã vô vực dường như trong thâm tâm không còn vật gì tồn tại nữa thì hắn lại nghe được từng trận từng trận âm thanh của đại đạo giống như là tiếng thiền hát hoặc như là âm thanh tế tự thượng cổ những âm thanh này phản phất vượt qua thời không từ quá khứ xa xôi dài dằng dặc kéo đến đây có thể nói là vô cùng thần bí, thậm chí còn được gọi là quỷ dị. Tại sao lại có một âm thanh như vậy trong cơ thể con người? Trước khi tiến vào bí cảnh đạo cung, Diệp Phạm đã từng nghe người ta nói đến việc lúc tu luyện bí cảnh này, thân thể con người sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi nhận được đầy đủ phần bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng Kinh do Tây Hoàng Mẫu Thượng Cổ khai sáng ra, hắn mới cảm nhận được cái không thể nào tưởng tượng nói này là cái gì. Đạo cung của Diệp Phạm bây giờ như trời cao, hóa sinh ra năm cung điện. Mặc dù mấy cung điện này mơ hồ mông lung, nhưng vẫn có thể thấy nó tồn tại được. Các âm thanh thiền hát, âm thanh tế tự thượng cổ xé rách bầu trời, phiêu miểu truyền đến. Diệp hàm không thể nào hiểu nổi, không rõ tại sao lại có những chuyện như vậy. Hắn nhớ tới những gì người khác đã đoán cũng như sách cổ đã từng ghi lại, đó là thệ ngã. Mặc dù ta sinh ở thời này nhưng lại có ta ở kiếp trước, những âm thanh đó chính là những lời của thệ ngã tụng kinh cho ta ở kiếp này. Thệ ngã trường tồn hóa sinh ngũ khí nếu kéo cái khiếm khuyết của đại đạo, tụng kinh cho chính mình qua đó động đến thiên địa, nắm bắt quỷ tích đại đạo tẩm bổ mệnh chủ để cho ta kiếp này bất hủ. Đây là một thuyết pháp rất huyền bí, có rất ít người có thể hiểu rõ nội dung ở bên trong hoặc giải thích thông thấu cái mê hoặc này. Nhưng mà những tu sĩ kiệt xuất tuyệt đối không tin có cái gọi là kiếp trước và thệ ngã cũng không phải là ta ở kiếp trước. Ngoài thuyết pháp thể ngã ra, còn có một loại thuyết pháp khác, đó là thân thể con người như trời đất, đối ứng với đại thế giới. Đạo cung được gọi là đạo cung là vì ở đó có đạo ta, là một mặt của đại đạo, đối ứng với đại đạo trong đại thế giới. Dựa theo cách nói này, những tiếng thiền hát hay âm thanh tế tự thượng cổ từ trong cung điện phát ra, thực ra là do đạo ta và đại đạo thế giới hô ứng lẫn nhau, trong ngoài tác động với nhau, nói một cách chính xác hơn là ta bắt đầu cảm nhận được quỷ tích của đại đạo hiểu được chí lý của thiên đạo đạo ở trong ta hiện ra ở bên ngoài xúc tích sinh ra ngũ khí bên trong yên lặng dẫn động đại đạo thiên địa đây chính là đạo là một phần đại đạo mà chính đạo tính của ta đã hiểu ra được tìm hiểu được chí lý trường sinh qua đó tẩm bổ mệnh chủ nói cách khác đó chính là ta chứ không phải là thiền hát hay là âm thanh tế tự thượng cổ đạo tất cả là do ta ngộ đạo được sau khi nhận được đầy đủ phần bí cảnh đạo cung của tây hoàng kinh suốt cuộc diệp hàm đã biết được cái không thể nào tưởng tượng nổi ở cái bí cảnh này và hắn cũng biết rằng từ đây về sau còn có rất nhiều những chuyện như vậy phát sinh nữa tu sĩ theo đuổi trường tồn trong lúc đi về điểm cuối của tiêm lộ nhất định gặp phải nhiều chuyện tương tự như vậy tai đoán từ xưa tới nay có lẽ cũng chỉ có các đại đế mới hiểu được mấy việc này thôi diệp hàm hoàn toàn hiểu vì sao ở thời thượng cổ có những đại năng chỉ chuyên tu một bí cảnh Hiển nhiên điều này cũng có chút đạo lý. Không nói đến bí cảnh Luân Hải, chỉ riêng phần bí cảnh đạo cung này đã có nhiều điều bí ẩn rồi. Rốt cuộc là thệ ngã hay là đạo ta? Rốt cuộc những điều này có ý nghĩa gì? Sợ rằng có tu hành cả đời thì người tu sĩ cũng không hiểu thấu được. Diệp Hàm có một dự cảm, sau khi hắn tu hành đến điểm cuối, rất có thể trong tương lai hắn sẽ quay trở lại trọng tu các bí cảnh này một lần nữa. Bởi vì ở bí cảnh đạo cung và bí cảnh Luân Hải còn rất nhiều điều thường bí có thể khai thác được. Nhưng mà bây giờ hắn chưa cần suy nghĩ nhiều đến như vậy. Hắn đã chiếm được tâm pháp hoàn chỉnh bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng Kinh. Nhiều đây đã đủ giúp hắn tu hành thành công đại đạo ở cái bí cảnh này. Còn chuyện tương lai thì hãy để tương lai giải quyết. Hết tập 59 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.